Xin kính chào quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở clip này ạ. Ở clip này chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato 2011 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, nhập khẩu ạ, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã chạy được. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết cuối năm 2010 thì Kia đã ra một phiên bản Kia Cerato 2011. Cuối năm 2010 thì đã ra model của 2011 này ạ. Và Kia đã trang bị cho chiếc xe Kia Cerato này một phiên bản rất là mới và rất là nhiều option mới. Ví dụ như là nội thất da la răng đúc lại gương gập điện ạ. Túi khí thì đây là phiên bản nhập khẩu từ Trung Đông nên là chiếc xe được trang bị là hai túi khí ạ. Chiếc xe đã được trang bị là cảm biến lùi này, camera lùi và vô lăng được tích hợp các phím điều khiển này và sang số thể thao cũng được tích hợp trên vô lăng ạ. Và cửa nóc. Chiếc xe đã trang bị cửa nóc và khóa thông minh, khởi động bằng nút start top và mở cửa bằng nút bấm là kể cả. Trọng nữa là Kia đã trang bị cho chiếc xe Cerato này là một hộp số tự động. Hộp số tự động là 6 cấp rồi ạ. Khác với phiên bản trước đó là hộp số tự động chỉ có 4 cấp thôi. Riêng là cái phiên bản 2011 này là chiếc xe đã được trang bị lên hộp số 6 cấp, giúp chiếc xe vận hành là mượt mà hơn, êm ái hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ở phiên bản trước đó là hộp số tự động chỉ có 4 cấp thôi. Và cái phần đặc biệt nữa là ở phiên bản 2011 này là Kia đã ra một cái màu rất là mới, đó là màu nâu vàng. Nếu như ở phiên bản trước đó là cái màu hot nhất là cái màu xám lông chuột thì lại ở cái phiên bản 2011 này lại cái màu nâu vàng này là màu rất là hot. Nó hot là ở cái vị màu mới ạ. Ở 2011 này là ra cái màu mới cho nên là màu lúc ở cái thời điểm cuối năm 2010 là cái màu nâu vàng này rất là hot ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nhận diện là 2010 với 2011 nó khác nhau thì ví dụ như có một chiếc xe đi qua bạn, quý vị và các bạn có thể biết được 2010, 2011 là như này. 2010 thì là cái phiên bản nó là quý vị và các bạn nhìn qua bên ngoài là thấy được cái xi nhan nó tích hợp ở trên gương ấy, xi nhan nó to hơn lồi ra hẳn là bên ngoài. Còn ở 2011 này thì cái tích hợp xi nhan nó được tích hợp trên gương nhưng nó sẽ gọn hơn, nhỏ hơn và nó nằm chìm ở trong cái phần ốp gương ạ, nó không lồi lên nữa. Đấy, cho nên quý vị các bạn có thể phân biệt qua được cái phần gương này và màu sắc này và màu của nó, màu nâu vàng này thì chỉ có ở 2011 mới có chứ 2010 thì không có cái màu nâu vàng này. Và cái màu nâu vàng này hôm nay tôi quay ở trước cửa hàng chúng tôi thì là nó hơi tối cho nên là quý vị các bạn có thể không phân biệt được cái màu nâu vàng vì nó hơi giống màu đen. Nhưng nếu như quý vị các bạn để ra ánh nắng, trước ánh nắng thì là cái màu nâu vàng này nó hiện rất là rõ. Thấy rất rõ là cái màu nâu vàng và cái màu này rất là đẹp. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 7 vạn km thôi. Cho nên chiếc xe này còn rất đẹp. Tôi quay chi tiết từ bên trong bên ngoài từng option cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi không phải tả nhiều về chiếc xe này. Quý vị và các bạn cũng có thể biết được là nó còn mới hay nó còn đẹp như thế nào. Quý vị và các bạn cùng xem đấy. Tôi quay rất là rõ đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn mà chưa đăng ký kênh thì xin quý vị và các bạn vui lòng like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất. Nếu như quý vị và các bạn đã đăng ký kênh rồi thì xin quý vị và các bạn hãy kích vào cái nút chuông bên cạnh ấy để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy gọi theo số hotline của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và muốn lái thử chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy đến cửa hàng chúng tôi là ở địa chỉ là 16 Tố Hữu ạ. 16 Tố Hữu là thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm, xin quý vị và các bạn hãy đến 16 Tố Hữu để được lái thử chiếc xe này. Mua xe cũ thì chúng tôi khuyến khích quý vị và các bạn hãy đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi để xem xe. Và chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là chỉ hơn 300 triệu đồng thôi ạ. Chỉ hơn 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn sở hữu ngay chiếc xe nhập khẩu này. Ở 2011 phiên bản nhập khẩu là chỉ có là bản Cerato nhập khẩu này thôi. Chứ nếu như Forte 2011 thì là chỉ là xe sản xuất lắp ráp trong nước. Và quý vị và các bạn đi rồi thì quý vị và các bạn mới thấy được nó khác nhau ở cái phiên bản nhập khẩu hay là phiên bản lắp ráp trong nước nó khác nhau như thế nào. Đi nó sẽ tốt hơn, bền hơn và đi cảm nhận là thích hơn và có thể nói là tiết kiệm nhiên liệu hơn ạ. Vì cái nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi ạ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.